Có một buổi tối thật là vui vẻ tại Villa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Tự nhiên không biết vì gì cứ lại tự tìm lòng suốt thôi. Cái không muốn lấy sự cay khi nó vẫn còn sai. Yêu đương không quên thì chạy về góc với em. Một người luôn yêu anh nhất chắc chắn sẽ không bỏ đi khi anh phải buồn được đâu. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Choilet. Tôi là kỹ thuật viên Tấn Tài. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bộ vàng của quán Búp của CF&B. Sau khi được Bảo Choilet tư vấn và lắp đặt thì sau đây xin mời quý vị các bạn hãy theo chân kỹ thuật viên Tấn Tài đến trải nghiệm trực âm của quán CF&B. CF&B sử dụng cho mình một đôi lo BK410 hai la mã và một sức W88. Đây thì Bảo Choilet đang treo hai lo BK410 hai la mã để có thể đánh hướng ra khu vực phía bên ngoài. Sẵn thì âm thanh rất là đầy và cho tiếng nhạc rất là chắc. Ở phía không gian phía trong sảnh VIP của CF&B sử dụng cho mình cũng một đôi lo BK410 hai la mã và một sức BK W88 lớp cho phòng VIP của mình. Đối với không gian chính này, CF&B sử dụng cho mình một bàn mixer Pioneer DJ SDJ RX3 để có thể đánh DJ vào buổi tối, và sử dụng một đôi loa RCF Airmax 3112 MK2 với đường kính bass 30 cm, và đi chung là một sub Anto VFS 18 cộng đường kính bass 50 cm và sub hơi. Và phía sau đây là bộ thiết bị chính của CF&B, sẽ gồm một mixer Anto Line 802 để có thể sử dụng nguồn nhạc vào và các nhạc cụ để vào buổi tối có thể sử dụng nhạc acoustic. Đi chung là một Mix Pro BCE Acoustic VIP 6000, và đây là bộ thu của Mix Pro BCE Acoustic VIP 6000. Đây là ổn định nguồn BK Sound 18 để bảo quản thiết bị tốt hơn. Khi điện áp quá cao hoặc quá thấp thì ổn định nguồn sẽ tự động ngắt thiết bị để bảo vệ thiết bị tốt hơn. Đi chung là hai van số BBR 8500 của BIK để sử dụng cho hai nguồn nhạc khác nhau để phát hai khu vực khác nhau. Và đi chung là gồm 4 đẩy để sử dụng cho lo và sub. BIK VM620A để sử dụng cho hai lo BIK 410 hai la mã, còn BIK VM820A để sử dụng cho RCF EMAX 3112 MK2 64A để sử dụng cho lo BIK 410 hai la mã. Còn đây là một đẩy AAB TD8004 để đánh cho 4 sub cho khu vực của 4 không gian khác nhau. Sau đây xin mời về các bạn hãy trải nghiệm cách âm của quán Búp CF&B. Xin mời về các bạn. I'm a boss.
chúc mọi người sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ. Tại Mila thật cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Tự nhiên không biết vì gì cứ lại tự tìm lòng suốt thôi. Cái không muốn lấy sự tình khi nó vẫn còn sai. Yêu đương không quá thì chạy về góc với em. Một người luôn yêu anh nhất chắc chắn sẽ không bỏ đi khi anh phải buồn được đâu. Nếu các bạn có nhu cầu tư vấn về thiết bị âm thanh, karaoke, hội trường, bar, pub hay phòng gym, hãy liên hệ số điện thoại của Bảo Châu Alex là 1900 0255 để được tư vấn tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi video tiếp theo của Bảo Châu Alex.